Cuộc đời vẫn đẹp sao vừa kết thúc, con trai hết nước chấm của bố Lưu đã có vai diễn mới. Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao vừa kết thúc, nam diễn viên Việt Hoàng đã bắt đầu ghi hình phim mới, cũng của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Thạch trong Cuộc đời vẫn đẹp sao là vai diễn đầu tay của Việt Hoàng. Đây là chàng trai tốt bụng, học giỏi nhưng ít kinh nghiệm sống, dẫn đến bị lừa gạt, phải nợ nần số tiền lớn. Từ một chàng trai có tâm lý ngại ngùng vì bố làm nghề cửu vạn, Thạch đã dần trân trọng bố mình hơn. Đặc biệt, kể từ khi bố đứng ra nhận trách nhiệm trả nợ cho con trai, Thạch càng hối lỗi về việc mình làm. Cậu quyết định ra chợ giúp bố kiếm tiền. Cũng nhờ ý chí quyết tâm, không ngại khó ngại khổ, Thạch được mẹ bạn gái đồng ý mối quan hệ của hai người. Lần đầu đóng phim nên Việt Hoàng còn nhiều bỡ ngỡ. Dù vậy, nhưng nam diễn viên trẻ cũng đã khắc họa được nhân vật khiến khán giả vừa thương, vừa trách Thạch. Nhờ hiệu ứng của bộ phim, Việt Hoàng được khán giả chú ý nhiều hơn. Sau khi Cuộc đời vẫn đẹp sao kết thúc, Việt Hoàng đã tham gia phim mới, cũng của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, cha đẻ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Trên trang cá nhân, Việt Hoàng chia sẻ bức ảnh trong ngày khai máy phim mới. Anh viết, ngày khai máy, hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Tuy Việt Hoàng không tiết lộ tên phim nhưng theo những hình ảnh đã được hé lộ về đoàn làm phim này, phim có tên Cuộc chiến không giới tuyến. Trong bức ảnh, Việt Hoàng cắt tóc ngắn, trông chững chạc và trưởng thành hơn so với hình ảnh thư sinh ở Cuộc đời vẫn đẹp sao. Khán giả dự đoán đây sẽ là vai diễn gai góc hơn của nam diễn viên trẻ, qua đó sẽ giúp Việt Hoàng phát huy được tài năng diễn xuất tốt hơn.